Điện máy Anh Quốc xin kính chào quý khách, xin chúc quý khách một ngày an lành. Điện máy Anh Quốc tại thị trấn Băng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, nhận lắp đặt, sửa chữa, vệ sinh máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước, máy nước nóng. Ngoài dịch vụ sửa chữa tận nhà, chúng tôi chuyên cung cấp vật tư linh kiện máy lọc nước, điện lạnh, điện máy cho anh em thợ. Điện máy Anh Quốc rất hân hạnh phục vụ và hợp tác cùng quý khách. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ số.